qua an tâm. Rất là hài lòng, rất là vui. Mình cảm nhận mình không thể nào mình nhận ra chính mình, nhận ra cái hàm răng của mình nữa. rất là hài lòng. Mình cảm thấy hài lòng và về dịch vụ ở đây, cũng như là các nhân viên cũng dễ thương, các bác sĩ cũng rất nhiệt tình. Mong mọi người đến đây để ủng hộ cho Gia Khang An Tâm nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.